nhận định soi kèo bóng đá Arsenal với Chelsea. 0:30 phút ngày 27 tháng 12, vòng 15 ngoại hạng Anh. Một trong những trận đấu được mong đợi nhất dịp Boxing Day sẽ diễn ra trên sân Emirates, khi Arsenal tiếp đón đối thủ đang xếp trên họ 10 bậc là Chelsea. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật trận đấu mới nhất nhé! Chelsea vừa mới tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi đánh bại West Ham với tỷ số 3-0. Trước đó, đoàn quân của Lampard đã để thua liên tiếp 2 trận đấu. Thế nhưng, để nói về đội bóng gây thất vọng nhất ở Premier League mùa này thì phải là Arsenal. Pháo thủ vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh kể từ đầu tháng 11. Đội chủ sân Emirates chỉ giành được 14 điểm sau 14 trận đấu đầu tiên. Đây là thành tích tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1974-75. Khủng hoảng là từ không thể phù hợp hơn để nói về tình cảnh của Arsenal ở thời điểm hiện tại. Chiến thắng gần nhất của Arsenal là trước MU vào đầu tháng 11. Sau đó, đội bóng thành London để thua tới 5 trong 7 trận ngoại hạng Anh gần nhất. Mới đây, pháo thủ cũng phải dừng chân ở tứ kết cúp liên đoàn, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên huấn luyện viên Mikel Arteta. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích kém cỏi của Arsenal chính là sự sa sút của tiền đạo đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang. Chân sút người Gabon mới chỉ nổ súng 3 lần ở ngoại hạng Anh mùa này, và các vệ tinh xung quanh anh như Lacazette, Willian, Pepe hay Nketiah cũng chỉ có được số bàn thắng rất ít ỏi. Trong khi đó, Chelsea bước vào trận derby London sau khi có được chiến thắng mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần trước West Ham. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ áo xanh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ. Sau khi chi ra cả núi tiền để nâng cấp đội hình, The Blues hiện đang xếp thứ 5 và kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm. Tuy nhiên, nhìn xuống phía dưới, đội chủ sân Stamford Bridge cũng chỉ hơn đội bóng xếp thứ 9 là Aston Villa khoảng cách đúng bằng một trận thắng. Với lực lượng cùng phong độ tốt hơn, Chelsea nhiều khả năng sẽ có quà Giáng sinh cho người hâm mộ của mình. Dự đoán Arsenal với Chelsea 1-2.